Chào các bạn. Bây giờ là buổi trưa 12 giờ 25 này. Khi internet có nhé. À, quê bình à, cáp quang lên làng mình nó mất, à, chắc là bị ngập nước thế nào ấy, nó mất mất à, từ sáng giờ buổi trưa mới phục hồi này. Thì à, video này chúng ta sẽ đọc một cái gmail của mình và chúng ta hãy đưa ra những cái bình luận cho bạn này xem bạn này có sửa được à, cái vết từ này không nhá. Mình tối qua mình có ngồi đọc được một cái Gmail của một bạn này mới gửi này. Bạn ấy gửi lúc ngày 12 tháng 9 nha. Ờ, xin chào Vũ Kiên, mình hay vào xem trang YouTube YouTube của bạn về sở bếp từ hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Nga nhé, tức là cái bạn này là người Việt và đang sống tại Nga, tại nước Nga của chúng ta ấy. Nhà mình kinh doanh về hàng ăn ẩm thực Việt Nam tại Nga, Nhà mình sử dụng rất nhiều bếp từ Bên này không có thợ sửa Nên mình toàn lên mạng mày mò tự sửa Nhưng cũng chỉ sửa những cái đơn giản như thay sò công suất, diode vân vân Vừa rồi một số bếp Tức là một số bếp nha Nhà mình xuất hiện nỗi bếp lên không đủ công suất Nó vẫn nhận nồi và chạy bình thường Nhưng có vẻ lâu sôi Có vẻ yếu lâu sôi mình đã tháo kiểm tra đủ kiểu nhưng không tìm ra bệnh. Hôm nay gửi hôm nay gửi thư muốn bạn giúp đỡ chỉ giáo xem bệnh đó thì cần thay thế những vị trí nào. Xin chân thành cảm ơn. Mình có gửi thèm ảnh main ở dưới. Thì thực sự là cái bên này mình đoán là bên của bếp từ công nghiệp thì mình ít tiếp cận nha và xuất xứ có khả năng từ bên Trung Quốc với cái bo này thì ship thủy tinh rất rất tốt này các bạn này cái bo này này bộ này uh, gọi là phích phí thủy tinh ấy các bạn, thì chúng ta sẽ nhìn nhá và bạn nào mà có cái hướng nào để cho bạn ấy có thể tìm được ra cái ban bệnh này thì có thể bình luận nhá và bạn Lâm Hoàng này, bạn Long Hoàng này mà xem được cái video này ấy, thì có thể lên đọc những cái bình luận để có thể đọc những cái bình luận mà mọi người có thể cho bạn tham khảo vào cái vị trí nào để có thể đưa ra được cái lỗi như thế nhá Còn với mình bây giờ mình sẽ thử khoanh vùng cho bạn xem những cái vị trí này xem có ra ban không nhá Thì đầu tiên thì chúng ta cũng phải nhìn qua cái cấu trúc thiết kế của cái bo này một chút đã nhá Thì mình nhìn có vẻ như hai cái vật tròn tròn này ấy. ở đây để mình chuyển như này Mình đi chuyển cái bàn tay của mình nó thành màu đỏ nhưng hơi khó thôi các bạn thông cảm nhá Cái bàn tay của mình đang ở đây này thì đây là hai dây AC vào một dây đi qua cầu trì và kiểu gì nó cũng sẽ ở chế độ chờ thì cái mạch nguồn cấp trước đây này. Cái mạch nguồn cấp trước này nó sẽ được chỉnh lưu lửa chu kỳ thôi để tạo nguồn cho lui sự sống cho vi xử lý và khi người sử dụng bấm chạy ấy, thì kiểu gì nó cũng đưa lệnh cho đóng dơ lè này, này. Thì cái tiếp điểm của dơ lè này nó sẽ cấp cho cầu diode để cho phần nguồn công suất nhá, phần công suất đấy đồng thời lúc đó thì cái nguồn cấp trước này sẽ được chỉnh lưu cả chu kỳ. Các bạn ạ. Thì do cái bộ này thì mình nhìn có vẻ như là có hai khối nguồn riêng biệt đó là một khối ở đây này Đó và một khối chỗ này Mọi người ạ Chúng ta sẽ nhìn đây là có một bộ nguồn riêng này Và một cái bộ nguồn nữa này Thì có khả năng cái bộ nguồn này là cấp nguồn cho Phần bo vi xử lý chẳng hạn Thì mình không rõ Nhưng mà có lẽ là nó sẽ cấp cho quạt Quạt công suất rất lớn đấy các bạn ạ Do đó nó có hai mức nguồn Cái mức nguồn này chúng ta thấy biến áp bé này Nên có thẳng cái mức nguồn này là cấp cho quạt Thì mình không rõ nó có nhiều ở à, đúng rồi Nó có biểu tượng chữ fan đây này, này Mọi người nhé như vậy nó có hai mức nguồn thôi không cần quan tâm về nguồn nữa bởi vì là nguồn đã chạy rồi nhưng mà khi chạy ấy, thì bạn này lên kiểm tra xem cái nguồn 18V có đủ không nhá cái nguồn 18V tới khối driver ấy, thì mình nhìn có lẽ là khối driver nó chỉ là hai con này thôi chỉ là hai con trai này thôi này thì nó sẽ nguồn 18V sẽ đi đến chân C của con 8050 này, này nó phải đạt được khoảng 16V đổ lên nhá đính chính phải trên 16V nhá chứ không phải là dưới 12V hoặc 13V thì có khả năng nó sẽ ăn dòng yếu đấy bởi vì lúc đấy thì cái năng lượng kích cho IGBT nó yếu quá nó không mở bão hòa được thì nó sẽ ăn dòng yếu thì đó là cái ban đầu cái lệnh đầu tiên là bạn ấy cần kiểm tra là phải đo xem nguồn 18V có đủ không nhá rồi tiếp nữa này đấy là khối nguồn nhá rồi chúng ta sẽ nhìn thấy con này nó chạy bằng city rồi nó đo dòng city đây là con city này còn City này nó sẽ được chỉnh new thứ nó đưa về chắc là về chỉnh đây này. Chắc là City đi gầm 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 theo cái đường này đi sang đến đây. Xem có mạch nữa mà. Đúng rồi, đúng rồi. Đây xem City đi đến đâu nhá. Các bạn chờ một chút. Đây là quần City này. Để nó đưa về chắc đưa về đến cái bốn con diode này chỉnh new này và thông qua VR chỉnh thì chúng ta sẽ chỉnh được dòng ăn đấy thì bạn cũng kiểm tra VR xem nó có bị hỏng không nhá. Nhưng với cái kiểu là nhận được lồi mà ăn dòng yếu ấy Thì đây là hai con tụ tạ, tụ 8 mi và tụ 6,8 này là tụ bù nha. Còn hai con tụ 5 mi này chó là, là thành 10 mi Đó chính là tụ lọc nguồn 300 v cho phần công suất Nhưng tụ đẹp này chắc không thể chết được Còn hai con tụ này song song nhau thì không phải ba song song Đó chính là tụ công hưởng Những con lờ chặn nhá Thì bạn cũng kiểm tra tụ đi Nhưng mà mình nhìn, nhìn tụ này sẽ không chết đâu nhưng này khi mà nó ăn dòng yếu ấy thì có khả năng là con IC này không nhận được ACS tức là nó mất điểm zero nó không nhận diện điểm, điểm zero của, của lưới điện chẳng hạn do đó nó phát sung không chuẩn thì nó cũng sẽ ra ăn dòng yếu nên do đó bạn cần kiểm tra tới ACS thì cái ACS thì nó chính là cái cụm cầu diode này này hai con mấy con diode bé này, này được chỉnh lưu và chắc chắn là đi qua đây đi qua cái điện trở to này thì giả sử điện trở to nó đứt chết hoặc là nó tăng trị số nha chúng ta bạn hãy đo đi mình nhìn có vẻ nên con điện trở này là con nhìn có vẻ như con này là chả rõ là bao mấy trăm k đây. Như 230k hay là bao nhiêu ấy. Thì bạn phải đo và nó sai số trên 10k, tức là nó dưới nó sai số tầm khoảng 5k thì cứ nguyên còn nó sai số trên 5k thì bạn nên thay thay con khác thử nhá. Test con khác, mình có nhiều bếp thì cứ để đổi sang để test thử. Thì bạn cần phải kiểm tra được ARES trước xem nó sẽ có hai đường đấy một đường nhận biết độ lớn nhỏ thì nó sẽ có tụ hóa lọc mà các bạn bạn phải xem video của nhiều của mình bạn phải biết được là nó về là hai chân khác nhau nha để nó nhận diện nhưng cũng không rõ được con mờ này nó có như thế không nó ghi chữ 350 này chắc là 3.500 w đấy các bạn ạ 3,5 kw bếp công nghiệp mà đấy tóm lại là bạn cần phải kiểm tra những con điện trở to của đường ACS này và nó đưa dò 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 về đến tận vi xử lý nhá tiếp tục này thì đôi khi điện trở của đường nhận nồi mình nhìn thấy hai con này này. Đó, của đường C sò. Đường C sò và đường B cộng ấy. Nó bị tăng trị số thì đôi khi là nó cũng bắt lồi không chuẩn thì nó cũng sẽ ăn dòng yếu nha. Đấy nha. Thì bạn nên kiểm tra tối nay bạn nên kiểm tra những con điện trở to này đây, như hai con này này, hai con này này và hai con này này. Đó, đó là những con điện trở của đường nhận nồi và đường ACS, đa số nó sẽ to hơn. Và cái bọn này ấy, thì nó sẽ chúng ta sẽ nhìn đây là con vi xử lý thì đây là con LM339 con LM339 này nó có bốn cổng suất khuếch đại thuật toán thì xung cũng qua nó này, xử lý sự cố các thứ vân vân cũng đi qua nó này. Thì chân 3 của nó nó sẽ là nguồn VCC cho nó. Các bạn ạ, và đối diện chân 3 đi ngược sang là GD. thì bạn kiểm tra chân 3 của nó xem có khoảng 18V không. Đa số thông sự thường ấy là nguồn 18V cấp cho driver thì cũng cấp cho chân 3 luôn. Bạn có thể dò từ cái chân 3 của nó xem có đúng dính vào cái nguồn 18V cho khối driver không. Thì bạn kiểm tra và bạn không có thì bạn có thể thay thử con LM339 này nhé. Nhiều khi trường hợp ấy, con LM339 này nó bị lỗi. Cổng thuật khối cả thuật toán của nó hoạt động không ổn định ấy, thì đôi khi nó cũng sẽ làm ăn dòng yếu. Đơn giản nhất như là cái sung từ con MSU này đi đến nó ấy, như lật qua các cổng ấy, mà nó bị lỗi, nó không lật được ấy, thì đôi khi nó cũng sẽ ăn dòng yếu. Nhá, bây giờ là con này nó bị bệnh là ăn dòng yếu. Các bạn ạ. Ờ, tiếp theo ấy, thì với cái thiết kế như này thì cũng như mà con này rất là mới nếu lâu năm thì mình còn bảo kiểm tra một vài con tụ hóa này Con tụ hóa này có một con nó lọc một cái nguồn tại chân kiểu như là chân chân tạo để đáp chuẩn cho các cổng này, các chân in của khổng thuật toán ấy. thì đôi khi con tụ đấy nó mất nó e là nó tăng tức là nó không lọc phẳng được ấy. thì đôi khi cũng sẽ sai khác nhé thì đó là những cái mà mình nhìn nhận được trên cái bếp này là tổng hợp lại là bạn cần kiểm tra nguồn 18V cho khuyết rồi và ok chưa kiểm tra khuyết được đường acs xem ngon này không rồi kiểm tra đường nhận nồi hai đường nhận nồi xem điện trở có tăng trị số không nó tăng trên 5k thì thay còn dưới 5k thì do sai số đồng hồ chúng ta có để nguyên không sao đó rồi là thay thử lầm 339 bạn ấy có nhiều bếp bạn có thể đảo được mà có thể thử đảo được là sẽ được được nhưng vấn đề là các bạn ấy không chuyên ấy là không có đồ đấy nhưng còn mấy con lầm 339 này bạn đã chưa động đến này con này này phải biết có hút thiết tháo ra cơ đây là cho của các bạn thợ không chuyên đấy, nhìn các bạn sẽ thấy này. là bạn muốn tháo IGBT ra, cái này lỗi này thì có lẽ là không phải do IGBT. Mà cũng chắc bạn cũng sẽ thay thử rồi, bởi IGBT nó chẳng chết lỗ đi chứ chả bao giờ nó hoặc chết chập rồi chứ. Chả bao giờ là ôi nó còn có cả chữ yếu sinh lý này. Nó chả bao giờ nó chết theo kiểu nó ăn dòng yếu như đâu các bạn ạ. Thì đây là để nhìn thử xem khối driver nó kích như nào nhá. Khối driver nhá. Uh, đây là sung ra này đi qua cái chắc điện trở nhỏ tầm 10 ôm hoặc 20 ôm thôi DZ kim này bạn có thể kênh bỏ DZ kim đi nha bên này có DZ thì bạn cũng kênh đây đúng rồi bạn nhấc hai con DZ kim 18 v hoặc 20 v đi nhấc ra khỏi mạch hút hở một chân bỏ nó đi để xem nó có ăn dòng ok không nhé nhiều trường hợp đi ớt một trong hai con DZ này dò thì nó suy hao của xung kích thì nó cũng sẽ bị nhá nên mình đang chưa biết con nào mà nếu là mình nào thì mình sẽ dò ra ngay tiếp tục này cái đường này này nó sẽ đi như này này đây là chắc 10 cao khóa tính. Nó đi qua cái dây gì đi sang bên này và nó đi đến hai con chan to này đúng luôn nha, hai con chan to này này. Thì mình nhìn thì biết là đây là nguồn 18V này, lại dò xem đúng đến chân vào nhá. Đây là 18V này. Cho nhỏ từng đến. 18V này. Nó sẽ đến chân C con 8000 này và nó có xung kích nó sẽ mở từ C đi sang E để đẩy ra chân G đấy và lửa chu kỳ muốn khóa xóa khóa trên G ấy. Nó xả trên g về mát ấy Thì đến chân E của con 850 này E này Sang một chân này Chắc là về mát Đúng rồi đi qua dây gì Về âm tụ là mát Đúng luôn nhá Thì đây là nguồn 18V đến cho driver Thì nó cũng đi vòng 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 này Kiểu gì Đến chân 3 của IC Đó Chân 1 chân a chân 3 Đúng luôn nhá các bạn nhá rồi đối diện sang chân 3 là, là mát Đây là chân mát này Mình nhìn mạch thì mình hiểu đấy Nhưng mà rất tiếc là bạn ở rất xa và mình cũng không có khả năng nào làm trực tế nên mình đây là chỉ đưa ra những cái nhận định cho bạn ấy thôi bạn ấy thấy là bị ăn dòng yếu nên bạn đang kiểm tra VR này và City này thì là để mình nhìn thử cái con City con VR này là ở chế độ như thế nào để nó ăn dòng cao thấp nhá đây là hai cái đường của quận sơ cấp của quận của City đưa về này thì chúng ta sẽ đến một giây đến đây và một đến đây này nó được điều chỉnh lưu nhá nhưng mà cái đời này nó đi qua điện trở nó sang bên này thì giả sử ấy, nó dập sang cái bên này thì nó sẽ đã, nó sẽ đốt năng lượng nhiều nhất thì dẫn tới là điện áp đưa về mosfet thấp nhất thì ăn dòng cao nhé nhưng để nó đốt sang ấy, thì nó sẽ vòng vòng nó tới vr và vr chỉnh qua vr thì nó mới sang trên này như vậy là vr chập nó ăn dòng cao nhất nên bạn ấy thử hàn chập vr thử hàn chập vr thử xem ăn dòng cao không bởi vì con này là đang bị ăn dòng yếu mà còn nếu mà hàn chập vẫn ăn dòng yếu ấy, thì không phải nó thì thôi để lại như cũ nhé Tóm lại là cái thiết kế này VR mà mất tác dụng tức là tháo VR ra ấy, thì nó ăn dòng rất yếu. Còn đâu VR mà vặn về không, bị chập về không, ba chân chập nhau ấy, thì ăn dòng cao nhất. Nha, mình thiết kế mình nhìn mình biết nhá. Đấy là VR. Đây này, cái đường ACS này. Ở à đây từ đây là một cái một dây AC này. Từ A sang K chắc là một con diode, từ A sang K một con diode nữa. Nó lại chia thành hai nhánh luôn, Uh, nhánh mà đi qua đường này là cho cái phần nguồn này còn nhánh mà đi sang đây rồi đi qua điện trở này cho cái phần nguồn này thì chúng ta thấy ACS là chính là cái đường này này sung dương đây là được chỉnh đi qua diốt này gộp tại vị trí này nha yeah. sau đó là sung dương được chỉnh đi quan diốt này gộp tại vị trí này sau đó là nó mới đẩy qua diốt này để nó sang đã được lọc 300 v thì ta sẽ có sung đỉnh là 300 v đây nhưng ở đây chưa có sung đỉnh do đó mà ở đây ta đo được gần gần 200 v thôi thì gần 200V này nó sẽ đi qua điện trở này đi qua điện trở này à, cái này chắc là phân áp về mát hay con gì ấy, chưa nhìn có tụ lọc này đó giả sử như điện áp về đây nó yếu chẳng hạn như vậy là con này không tới chân vi xử lý con này tới chân à đúng rồi đến chân vi xử lý đấy đây là vi xử lý mà đây là nhận biết độ lớn nhỏ còn điểm zero thì hình như con này không có các bạn ạ không thấy để nhìn lại xem nào mỗi cái mạch này mỗi cái ảnh này nên nhìn hơi khó con này nó không có lấy điểm zero Như vậy nó tự phát sung rồi Các bạn ạ Nhưng mà con điện trở này Con điện trở tới vị trí này Nó có một con này này Chúng ta sẽ nhìn này Nó như là con diốt Đây là dương và âm từ A sang K Đây là mát rồi Nó về âm con tụ này nó là mát rồi Nhưng mà trên mạch thì lại đích phải là thế đâu Mọi người ạ Đây này Trên mạch nó nó chính là Chính là hai con điện trở đấy Chính là con tụ này Con tụ này Nó lại lọc ở đây trước buồn cười ghê còn cái đây là cái dây gì rồi thôi con này là bỏ qua cái đấy nhá cái dây gì ở đây này đấy bạn ấy kiểm tra bọn điện trở này xong có lỗi không nếu mà nó lỗi không là nó lỗi thì thay nhưng nó về cổng khuyết đoạn thuật toán của lm ba này nếu mình đôi khi mình nghĩ là con lm ba này nó lỗi thì nó cũng xảy ra bị lỗi thế cần phải thay thử thì bạn không có hút thiết để bạn lấy dây đồng bạn ấy hãy cho nhựa thông vào mình thấy bạn ấy có nhựa thông này đó cà vào đây đi sau nó hút hết đi là được theo kiểu hút theo thợ cổ ngày xưa này vẫn hút được bình thường nếu mà không có hút thiếc ấy dùng dây đồng mỏng manh trắng thiếc vào à, trắng nhựa thông là trên đường trắng thiếc sau đó là đưa vào đây bắt đầu nó hút mà sạch được mà là có thể thay được máy in rất chất đấy nhé các bạn nhé máy in này mình gọi là máy in phíp thủy thủy tinh đó hy vọng là mình làm một cái video riêng này sẽ giúp ích được bạn đấy và mong bạn ấy sẽ hy vọng là bạn sẽ xử lý được những chiếc bếp từ mà phụ do công việc của nhà bạn đấy. Chúc bạn làm thành công nhá. Video kết thúc nhá. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chào tất cả các bạn.